Chào mừng các bạn đến với channel của mình là Slenderman đây. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục là mình sẽ chọn cái thằng nước các bạn ạ. Nhưng mà lần này thì mình sẽ không có chọn như mà mấy lần trước nữa, mà lần này mình sẽ hướng dẫn chỉ cho các bạn làm sao để chọn thằng nước bằng 3 cách này. Đó, thì video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ cho các bạn 3 cách để chọn thằng nước. Thì các bạn biết là dạo gần đây á là mình chọn thằng nước khá là nhiều và rất là ác. Mà nó dụ nó rất là nhiều, nào là mình tặng cho nó ngôi nhà đồ. Nhưng mà thực chất là vào căn nhà đó là thực sự là cái căn nhà đó là chỉ toàn là TNT với lại Creeper thôi, chứ chẳng có gì trong đó cả. Cho nên là nó đã bị mình lừa. Tại vì nó là một thằng noob mà, cho nên là nó không có biết cái gì về cái game này cả. Nó không có biết gì hết, cho nên là rất là dễ bị lừa. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn là 3 cách tiếp tục để cho thằng noob. Thì mấy lần trước là mình đã chỉ cho các bạn là 5 cách về cho thằng noob. Nhưng mà 5 cách đó là sử dụng redstone, piston này nọ. Còn lần này là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là sử dụng command block để cho thằng noob. Thì mình sẽ chỉ cho bạn 3 cách. Thì mấy lần trước mình cho nó có lẽ là nó rất là tức các bạn ạ. Nó tức thì nó sẽ là ăn cức ở lộn. Nó tức á, thì nó sẽ là kiếm cách để đến nhà mình để nó phá. Ok, và mình đã xây được một căn nhà rồi, và mình sẽ chuẩn bị những cái bẫy để cho nó không có thể nào phá được căn nhà của mình. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào chỉ cho các bạn làm những cái bẫy đó, những cái cách cho nó. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào làm nha. Let's go. Rồi ok, bây giờ là chúng ta sẽ đến với cái cách chọn thằng núp, cái cách đầu tiên ha. Rồi bây giờ thì các bạn thấy là căn nhà của mình đã xây lên rồi, các bạn thấy chưa? Ồ, nó vô nhìn vậy chứ giàu đó các bạn, có mấy bộ giáp là thấy giàu rồi đó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ những thứ mà các bạn hãy cần chuẩn bị đó chính là command block nè, tất nhiên là phải có rồi, tại vì đây là cái bẫy chọn bằng command block mà. Solava, cửa sắt và tất nhiên là một cái bàn dặm. Thì đầu tiên á, mình khuyên bây giờ là mình sẽ bắt đầu vào làm cái bẫy trước, rồi sau đó mình mới đặt cái kia cánh cửa vào. Thì bây giờ thì các bạn hãy lấy cho mình cái solava ra. Rồi sau khi đã lấy solava xong rồi á, thì các bạn hãy kiếm cho mình một cái địa điểm nào đó, một cái địa điểm nha các bạn, địa điểm nào đó để các bạn có thể đặt lava xuống. Ok, đây mình sẽ đào xuống cỡ như vậy. Thì các bạn, cái bẫy này á, các bạn một là các bạn có thể đặt cái solava xuống một cái hố, hoặc là các bạn hãy đào cái hố thật là sâu luôn. Rồi theo mình thì mình nên làm solava, nó sẽ đỡ mất thời gian hơn các bạn ạ. Đặt cái một cái hố lava như vậy thì nó sẽ đỡ mất thời gian hơn đó. Mình chưa gì là mình đã test thử cái bẫy này luôn rồi. Oh yeah. Rồi sau khi là các bạn đã lắp xong như vậy hết rồi, thì bây giờ chúng ta hãy bắt đầu là lấy cái gọi là lấy cái tọa độ, đúng rồi, tọa độ của cái chỗ này. Thì ví dụ nha, mình sẽ lấy một cái tọa độ, ví dụ đây là các bạn đang bay, các bạn đang ở chế độ routine thì nên là các bạn như vậy. Nhưng mà mình sẽ lấy thử mình, còn nếu mà ở chế độ sinh tồn á thì các bạn cứ đặt block như vậy nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy cái tọa độ của nó đây là bow boy. Ok, tọa độ là 1645 64,59. Rồi bây giờ mình phá ra đi. Rồi 1645 64,59. Ok, thì bây giờ các bạn trở về nhà, và tất nhiên đến cái phần này thì nó sẽ đơn giản hơn rồi, đó là các bạn hãy đặt cánh cửa vào ở dưới đây á, thì các bạn hãy đặt cho mình là một cái command block ở đây. Rồi đó, và tất nhiên là các bạn hãy bấm cho mình cái lệnh đó là sạc tp a cộng b 116 qua rồi 1645 64,59 1645 1645 64 và 59. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ đặt lại một cái block đây, và tất nhiên mình đã các bạn dặm lên rồi đó, chỉ cần như vậy thôi. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu để coi thằng núp nó có bị dính không nha, dính cái bẫy này không. Mình xem cái nhà của mình nó bị gì nè. Phụp. Oh yeah. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ thử coi là thằng núp nó có bị dính cái bẫy này hay không nha các bạn. Đây mình sẽ đi, mình kiếm chỗ nào mình núp đi. Oh yeah, mình sẽ núp chỗ nào đây. Núp đi kẻo là nó sẽ thấy mình. Ok. Mình đang ở đâu đây? Ôi, chán quá. Game gì mà vô đây toàn là bị hại không à. Dạo gần đây á, anh Slend, anh rất là tốt với em. Anh hại em biết bao nhiêu lần rồi. Không biết là anh nghĩ cái gì trong đầu mà anh cứ hại em như vậy. Nhìn đi, em hiền lành như vậy mà. Dạo gần đây á, anh hại mình rất là nhiều, mình rất là tức.
Hô, cưu, nhìn tao đẹp trai không cùng? Nhìn đẹp trai không? Ủa, nhìn đẹp trai không? Nổ phỏng, nhìn mày như cứ... Mày chửi ai à? Mày chửi ai à? Con cầu ngu à? Nó dám chửi mình. Thôi, bây giờ chán quá. Ước gì mình tìm được cái nhà chính thức của Iceland ha. Mình phá nát cái nhà của anh luôn. Tức thiệt, dạo gần đây rất là tức luôn rồi á. Toàn là bị hại không? Ô, 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 đằng kia có cái gì á? Cái gì mà đen đen cái gớm mà như là cứt vậy? Mình muốn cái nhà vậy ta? Như là cái nhà anh phải. Cái nhà hay sao á? Phải không ta? Ồ, đúng rồi, cái nhà. Wow. Ồ, nhà giàu luôn. Nó nhà này, nhà giàu vậy? Có giường mà... Ủa, cái giống cái giường nữa hả? Giường bê đê. Ờ, giường bê đê. Phải. Ừ, cái gì đây? Nhà mới của Slenderman. Ồ, vậy đây là cái nhà của Slen à? Nhà của Slen. Ồ, anh Slen, anh là bê đê. Anh sao nhiều màu hồng. Hàng bê đê. Nhà này được đấy. Lần trước là cửa tự động mà. Nhà này dầm vô dễ lắm. Cửa tự động mà vô và mình sẽ phá hết, mình sẽ lấy hết những cái đồ này. Nhìn cái này đẹp quá, vô lấy hết luôn. Ok, vô. các bạn thấy sao? Chơi nó rất là dễ dàng hay đúng không? Ok, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là làm tiếp tục là cái cách thứ hai để cho nó. Thì cái cách này á, nói chung là ba cái cách này á là sẽ giúp cho các bạn bảo vệ căn nhà của bạn an toàn hơn. Thì các bạn tốt nhất là nên sử dụng cái chất liệu là obsidian, tụi nó sẽ không có phá được. Chứ nếu mà các bạn sử dụng chất liệu bằng gỗ á thì nó sẽ phá được, và tất nhiên là nó sẽ vào được căn nhà của bạn rất là dễ dàng. Còn nếu mà xài obsidian này thì nó sẽ không có phá được. Thì ở đây là các bạn sẽ thấy là mình đã bọc kính và mình chỉ làm một lốc thôi, nó sẽ không có chui vào được. Ok, và bây giờ thì mình sẽ tạo ra một cái hiện trường kiểu như là mời gọi nó vào căn nhà vậy đó, nhưng mà thực chất là không có thể vào nhà được. Ok, và những cái thứ các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình đó là một cái block gỗ bất kỳ để dụ tụi nó vào căn nhà của mình. Mà một cái tiếp theo đó là observer để kích hoạt cái command block này. Đó, đó là ba thứ chúng ta sẽ cần là command block, observer và cái block gỗ. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào là các bạn hãy đặt cho mình hai block như vậy. Đó. Rồi các bạn cứ giả bộ đặt như vậy nha. Đó, thì khi mà nó đi xung quanh nhà mình, nó tìm chỗ để nó đục cái nhà mình, nó chui vô á, thì nó sẽ thấy được cái block gỗ này và nó sẽ chui vào. Nhưng mà sai lầm, hai cái block gỗ này là một cái bẫy đấy, rất là nguy hiểm. Rồi bây giờ thì mình bắt đầu, các bạn hãy đặt cho mình hai cái block gỗ đó. Rồi bây giờ mình sẽ đào xuống nha. Rồi một cái đây. Rồi mình sẽ đào xuống tiếp. Ok, bây giờ thì các bạn hãy đặt cho mình là một cái command block ở đây. Khoan, hình như mình đặt đã cao quá rồi. Đây, một cái command block các bạn hãy đặt cho mình ở đây nhé. Và ở đây các bạn hãy đặt cho mình cái observer. Lưu ý là cái observer nè, các bạn hãy coi nè, là cái mặt này nó phải ngước lên trên nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đặt vào. Chết rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đặt vào. Và ở đây thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình đó chính là một cái dòng lệnh rất là đơn giản, đó là Q A-B. Oh yeah. Như vậy thôi là nó đã là có thể cho nó được rồi đấy. Cái lệnh, tại vì command block mà, sử dụng lệnh rất là đơn giản. Ok, bây giờ mình sẽ lắp lại những cái chỗ này để cho nó không có biết được. Chết rồi. Rồi, lắp lại luôn đi. Đó, thì khi mình lắp lại như vậy á thì nó sẽ không có biết được và nó sẽ đào đục cái lỗ này và nó sẽ chết. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tìm chỗ mà núp tiếp thôi. Nó hiện tại là nó đã chết rồi và nó đã hồi sinh ở một chỗ khác rồi. Bây giờ thì nó phải trốn tiếp. Mình phải trốn thôi, ở đây mình đứng xa xa một tí. Đứng gần gần quá nó thấy. Oh yeah. Oh yeah. Rồi để xem coi thằng ngu này nó sẽ bị chết như thế nào nha. Buồn quá à. Sao mình gặp xui không vậy? Tìm thấy nhà của cái ông Slen rồi mà không phá được. Buồn quá. Giờ phải làm sao bây giờ? Tìm thấy nhà của ổng rồi mà trời ơi, thực sự một cái bẫy thật sự nguy hiểm. Số mình nhỏ thật, số mình đen y như là con cứt chó vậy lộn, số mình đen y như là cục than vậy đó, thiệt tình. Kiếm cách coi, phải kiếm cái cách nào vào nhà được. Mày phải phá căn nhà này chắc chắn luôn. Hả, sao mình ngu vậy?
sao mình không đập cái căn nhà này ra, vào cánh cửa là cái gì? Nhìn cái cánh cửa là thấy nghi nghi rồi. Đập căn nhà ra. Đập ra, cửa lên. Rồi, nãy giờ cả tiếng đồng hồ rồi, sao cái cục này nó không bể? Sao mày không bể? Trời ơi, căn nhà này xây bằng cái quái gì mà nó cứng như vậy? À đúng rồi, cái bằng kính đập được. Đập được nè. Chú vô. Ui, chú không được. Chết rồi, rồi sao đây? Để coi còn cái gì nữa hay không? Sao cái căn nhà này quái lạ vậy? Mình phải vào được, mình phá được. Trời ơi, tức quá. Đây rồi. Ủa sao có cái gỗ này kìa? Ông chết với tôi rồi ha. Ông xây nhà mà ông xây thiếu đồ. Ông để gỗ đây tôi phá được. Giống như cái cây thôi, với cái cục đất thôi chứ gì đâu. Phá luôn cái cục này của ông. Phá luôn. Lấy luôn nè. Tôi lấy được nè. Ghê chưa? Được rồi. Bây giờ mình đục cái này đúng. Mình đi vào nhà ông là dễ dàng luôn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái bẫy tròn cuối cùng nha các bạn. Đây là cái cách cuối cùng mà để chúng ta có thể tròn thằng núp trong video ngày hôm nay. Ok, và ở đây thì mình đã chuẩn bị rồi. Cái cách này thì nó khá là rườm, nhưng mà nói chung là cũng không có gì rắc rối cả. Tại vì cái này là cách mình bố trí lên cho nhìn nó thực sự như là một cái nông trại thôi, chứ không có gì cả, để đánh lừa thằng núp thôi. Ok, và những cái thứ cần chuẩn bị chúng ta đó là một cái này là lần đầu tiên mình sử dụng nữa các bạn. Cái này là cái chip wire hook, là cái để giữ cái tơ nhện á. Thì ở đây và chúng ta sẽ cầm cái tơ nhện nè, comment block, và tất nhiên là cầm một cái block đất rồi nha. Đó, và ở đây thì các bạn hãy làm cho mình, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nha. Thì đầu tiên các bạn hãy xây lên một cái kiểu như là một cái chỗ như vậy, và các bạn đặt cái chip wire nè, chip wire hook vào đây một cái, và tất nhiên đối diện của nó phải là một cái nữa, thì chúng ta sẽ có một cái đường dây đó, bên đây một cái nữa. Thì đây là một cái đường dây để chúng ta có thể nối và kích hoạt command block. Rồi bây giờ thì các bạn hãy lấy tơ nhện ra, rồi và đặt một cái đường thẳng dài thế này. Oh yeah. Cái cách này thì nó rất là đơn giản luôn, nhưng mà nó hơi nhiều bước hơn mấy cách kia. Đó, thì những cái cách này các bạn có thể như thế nào ta? Có thể cho những cái thằng bạn của mình, những cái thằng mới chơi. Oh yeah. Và tới đây một cái nữa thì các bạn sẽ thấy là cái này nó sẽ thẳng ra nè. Đó, như nãy mình phá đi nè. Đó, nó sẽ cong lên. Nhưng mà khi mình nói lại á thì nó sẽ thẳng ra, là cái dây nó đã căng ra đó các bạn. Ok, ở đây cũng vậy nè. Chúng ta phải coi là nó cái căng ra chưa. Đó, khi mình đi vào nè, cái đó sẽ gập xuống là đã kích hoạt. Ok, cái này thì có lẽ nhiều bạn đã biết rồi, thì mình chỉ giải thích cho những bạn chưa biết thôi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vào đây, và ở chỗ này thì mình sẽ phải đặt cái comment block ở đây. Đó, đặt một cái comment block ở đây nha các bạn. Một cái comment block ở đây. Ok, để mình coi phải đúng cái chỗ comment block không? Phải không ta? Đâu, để mình coi. Mình phải phá rồi này. Rồi đó, như vậy nè, các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Là các bạn hãy đặt cái comment block ở đây, và cái chỗ này là sẽ kích hoạt cái comment block của chúng ta. Ok, bây giờ mình sẽ lắp lại. Đó là cái phần chuẩn bị thôi. Rồi tiếp theo là cái phần mà các bạn hãy cho nó. Thì cái phần này nó khá là quan trọng nha, các bạn nên lưu ý nha. Là đầu tiên là các bạn hãy đào cho mình ở đây một cái hố nha các bạn. Ở đây nè, một cái hố, một block thôi. Đó, rồi các bạn hãy lấy cho mình cái checkpoint của nó, là bowl, lấy cái tọa độ á. Ok, ở đây là 169766-58. Ok, rồi. Và ở đằng đây chúng ta sẽ lấy chéo qua nha, từ đây nha. Các bạn sẽ lấy chéo qua cái chỗ thật là rộng luôn nha. Nhưng mà lưu ý là đừng có tới cái chuồng bò, sao cái chuồng bò là nguy hiểm lắm. Bò nó sẽ rớt xuống. Vì cái bẫy này, một cái bẫy tròn rớt xuống mà. Rồi, ở đây đi, mình sẽ chọn cái tọa độ ở đây đi. Và mình sẽ đào thẳng xuống. Các bạn đào càng sâu càng tốt. Đào thật là sâu luôn, càng sâu càng tốt. Oh yeah. Thì chúng ta sẽ cứ đào đi. Đó, mình cứ đào càng sâu càng tốt nha các bạn. Mình sẽ đào cho tới khi nào mà nó tới được cái qua đá nền luôn. Đó, càng sâu càng tốt. Đó, mình cảm thấy là qua đá nền rồi đấy. Sắp rồi, qua đá nền rồi.
Ok, và bây giờ các bạn hãy ở đây, các bạn hãy đứng ở đây và lấy tọa độ cho mình để mình đặt cái block ở đây. Đặt một block ở đây cái đã. Mình không đặt block ở đây được. Vãi, mình quên nữa. Rồi, thì các bạn cứ lấy cái tọa độ hơi sâu quá, theo mình nghĩ là sâu quá, sợ nó không có được á. Ok, tới đây thôi. Rồi, mình sẽ đặt thêm một cái block ở đây. Tại vì mình sợ sâu quá thì cái phiên bản này nó không làm được. Rồi, ở đây thôi. Ra bây giờ các bạn hãy lấy cho mình cái tọa độ của ngay này nữa. Rồi, đã có tọa độ của hai vị trí rồi. Và bây giờ thì các bạn hãy đặt comment block thôi, bây giờ mình phải bay lên nữa các bạn. Rất rối quá. Đó, tuy nó hơi rắc rối nhưng mà nó sẽ rất là ok các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lắp lại cái chỗ này hết nha. Lắp lại. Và bây giờ mình sẽ đặt cái tọa độ vào cái comment block. Ở đây thì mình sẽ đặt ở đây vào, đó, cho nó ngụy trang đi. Và mình sẽ đặt cái tọa độ, và các bạn hãy sử dụng cho mình đó là lệnh fill. Đó, cách ra. Và các bạn chỉ cần bấm việc là bấm cái tọa độ vào thôi. Rồi, và mình đã vừa nhập xong cái tọa độ của hai cái vị trí hồi nãy. Và bây giờ các bạn cách ra và bấm cho mình là E. Đây, đó, là như vậy là ok rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ phải né cái chỗ ra, không nên đụng vào nó. Và mình sẽ lắp, giấu cái comment block này đi. Đó, mình sẽ lắp lên, giấu comment block. Giấu đi, không để cho nó thấy được. Ok. Rồi, như vậy là được rồi. Tất nhiên nó cũng chẳng có để ý đâu. Ok, và bây giờ thì mình sẽ núp vào, núp vào đâu? Núp vào đây. Ok, mình sẽ núp vào đây. Núp vào đây để xem coi là nó sẽ bị dính bẫy như thế nào nha các bạn. Ok. À, đằng kia mình có làm một cái ruộng nữa nha. Lưu ý nha. Rồi, bây giờ mình sẽ núp vào đây. Để coi nó như thế nào. Rồi anh ạ. Tao buồn quá rồi. Tao xui vãi cả trưởng luôn á rồi. Hôm nay, đó, căn nhà đằng kia kìa. Tao không có phá được luôn á mày nhìn kìa. Đó, mời căn nhà đó. Nãy giờ tao không phá được căn nhà đó mà tao toàn gặp bị hại không à. Tao buồn quá ngựa ơi. Ngựa, tao buồn lắm luôn á ngựa. Buồn gì? Do mày ngu chứ mày xui đâu. Mày ngu như con bò á. Mày dám chửi tao ngu mà. Mày ngu như ngựa đó, ngu như ngựa đó. Cái con ngựa ngu ngốc. Mày nè, nó chửi mình ngu như bò. Láo thịt, nó ngu như ngựa đó. Buồn quá. Chán thiệt, giờ không dám lại căn nhà luôn á. Căn nhà nó toàn quái không à. Nguy hiểm quá. Phải làm sao đây ta? Con này con gì đây? Đi du khách mà giống con ngựa nãy. Chắc mày là con ngựa ngu cái gì. Đi du khách chơi. Đúng là con ngựa ngu. Ô, đằng này có cái gì nè. Đằng này có gì đây. Ô, sao bị cái gì vậy? Vây. Ô, sao bị chỗ này bị cái gì nè? Ô, đằng này có cái gì nè? Ô, một cái nông trại. Ủa, mình sao vô đây? Không vào được. Ờ, khoan. Lại là này, con có cái gì đây? Ruộng của Slenderman nữa hả? Lại là một cái ruộng. Hồi đấy là căn nhà của ông rồi. Bây giờ đó là cái ruộng của ông hả? Được rồi, mình không có phá, mình không có ngu gì mà phá đâu. Được rồi. Cho ông thấy sức mạnh của cục cức của tôi. Tôi ẻ cho ông biết là những cái cây của ông hả, khi mà nhận được cục cức của tôi là nó chỉ có chết mà thôi. Bố náo à. Thật sự mình không ngu gì mà phá. Mình phá nè hả. Cái này á, mình mà phá một cái là mình chết làm sao. Mình đâu có ngu. Cho cây ông chết luôn. Cho ẻ cây ông chết luôn. Rồi cái này giờ vô sao đây. Nhảy vô được không ta. Ô, mình nhảy vô được nè. Oh yeah. Wow. Đằng kia có mấy con bò. Wow. Đằng kia có mấy con bò. Chắc chắn đây là cái ruộng của cái ông Slenderman rồi. Oh yeah. Vô phá thôi nào. Woo. Ta-da. Oh. Các bạn, lại hiện trường coi thằng núp nó bị sao rồi. Đi lại hiện trường coi nó sao. Ai về nó ngu vãi chưởng. Nó bị mình cho nữa các bạn, chắc nó tức lắm. Nhưng mà đâu có làm gì được đâu, để mình nhảy vô. Mình bay vô. Wow, các bạn nhìn nè. Wow, một cái hố luôn, chết chắc là đúng rồi. Wow, rớt xuống đây chỉ có chết chắc. Oh my god. Oh yeah.
Rồi, ok. Và cảm ơn các bạn đã xem cái video này của mình nha. Và nếu các bạn thấy video này hay á và bổ ích thì các bạn có thể comment dưới cho mình biết. Và nếu mà bạn nào đã làm thành công những cái bẫy nào và các bạn thích những cái bẫy nào, những cái cách tròn nào nhất trong ba cái cách tròn này thì các bạn có thể comment ở dưới. Thí dụ các bạn thích cái cách tròn thứ nhất thì các bạn có thể, em thích cái cách tròn thứ nhất rồi, hoặc là các bạn thích cái cách tròn thứ ba, cái cách tròn cuối cùng này thì các bạn có thể comment là em thích cái cách tròn cuối cùng này nó rất là hay, hoặc là các bạn thích tất cả thì các bạn có thể nói là em thích cái cách tròn thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Ok rồi, và cảm ơn các bạn đã xem. Và nếu các bạn thấy hay thì ủng hộ mình bằng cách like video và chia sẻ, để cũng như là ủng hộ mình bằng cách là đăng ký nữa. Rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.